Many ethnic minority children are from very poor families and do not have access to education, healthcare, good nutrition, and water sanitation. Oftentimes, they are neglected, abused, or even forced into child labor or early marriage. Bốn là 4 đến 3 cân cơ, thế thì đủ làm một ngày thì ăn một ngày thế thôi.